Hôm nay thì bé Sushi ở nhà. Hôm nay bé được cái món quà đi chơi Trung Thu. Thì bé đang ngồi bé nghịch cái món quà này này. Này là cái xếp gỗ. Rồi bé cầm thêm cái bong bóng nè. Cố gắng mà thổi kìa, các bạn nhìn thấy không? Thổi mạnh lên kìa, cố gắng thổi quá trời thổi luôn. Để mình quay kìa, cố gắng bé đang thổi bong bóng kìa. Thổi mạnh lên coi, mạnh lên, mạnh lên. Đấy, bé đang gồng mình lên, bé thổi cái bong bóng đó. Không biết thổi được hay không, nhưng mà cứ cố gắng rồi đấy, ngồi ngồi kìa. Đó, thì bé có lồng đèn giấy này, có mấy cái cục gỗ xếp hình này. Mình mê nhất là cái món bong bóng này. Đang thổi khí thế luôn. Các bạn nhìn thấy không? Không biết thổi như thế nào nhưng mà cứ việc thổi này. Si ơi, Si chào các bạn đây con. Si à. Chào các bạn. Bóng hả? Đó, bé cầm cái lồng đèn lên nè, giờ cũng không biết nghịch cái gì luôn nè. Si mở cái lồng đèn ở đây đây con, mở to lên. Mở ra, ừ cái đó đâu, xoay một vòng mạnh lắm, ừ đúng rồi, bé mở được đó. Đó, mở tiếp đi, con mở rộng ra. Nữa, nữa, vặn tiếp. Vặn to ra. Nó phải hình tròn đấy con, mở rộng ra. Nữa đi, nữa đi. Đâu để mình zoom zoom lại xíu cho các bạn thấy nhá. Đấy, cái lồng đèn của bé đang chơi đó. Ờ. Rồi mình âm ra rồi. Con mở rộng ra. Đây, Si đưa cho ba đây, ba mở cho. Ba mở nha. Rồi, ba mở giùm Si nha. Wow, đỏ lồng đèn nè. Em bé nó bao nhiêu này này, đây lồng đèn, đây đèn ba, tiếng cái gì ba? Bắt cột lại. Mà kiếm cái gì ba cột lại cho con này nha. À đây rồi rồi. Này. Này, cho bé cái lồng đèn này. À ba đi, à. Lấy cái bóng ra, à to lên. À. Rồi nè, Si nè, Si nè. Si cầm lên Si ye đi. Yeah. Yeah. À hả? Đang thổi kìa, đang thổi khí thế luôn kìa. Thổi to lên, thổi to lên. Yeah. Thổi lên, thổi lên, thổi lên. Thổi to lên, thổi to lên. Cố lên. Nhìn kìa. Thổi cái nhìn kìa thổi nè. Mở cái lồng bóng ra, mở cái lồng đèn ra luôn nha, coi nó hình thù gì nha. Xong đèn giấy thì sao nhìn nó họ hẹp quá. Bình luận này thôi. Họ hẹp, họ hẹp quá. Con cá của em đâu? Con cá đã bị mất rồi. Con cá bị mất rồi. Wow, cái này con gì đây Si? Hả? Con này con bướm. Con bướm. Nè, cầm lên, cầm lên. Cầm lên dao các bạn đi. Giơ lên. Yeah. Con được mấy cái bong bóng? Hai con bóng hả?
Con xếp hình đi, con xếp hình đi. Đang ở lòng này giấy này chắc một chút xíu là hư ngay mà. Thôi Thâm Anh ơi, gồng hết lực luôn mà không biết hơi đi bên đi vào đâu nữa. Thì người đó thấy chén cháo của bạn thấy. Giờ mình nãy mình thấy nguyên cái người của mình xuất hiện luôn à. Không có mặc áo. Hả? Ok, được rồi đó thì giờ Messi ngồi xíu đi, một chút nữa sẽ Messi sẽ chơi trò câu cá nha. Chút nữa câu cá nhé. Đó, các bạn nhìn thấy không? Lồng đèn chơi thì không chơi, bắt đầu bạn đưa chân vào, bắt đầu bạn làm gì đây? Cơm. Bạn đưa chân vào, rồi đưa chân vào cái lồng đèn để chơi mà làm gì hả? Bạn nhìn thấy không? Phá chưa? Đây này, để mình zoom xíu cho bạn thấy nè. Đó, cái lồng đèn mà bạn ấy không chơi, bạn ấy đấy, bạn ấy zoom nè. Đấy, bạn ấy chơi vậy đó. Nghe chân kìa. Rồi, hư rồi. Hư rồi. Tí là rách á, mình nói chút xíu nữa là rách rồi đó. Bóng ở trong buổi qua. Rồi xong, một lồng đèn đã ra đi. Để cái kia còn cái lồng đèn kìa. Đèn xấu xí. Hình em bé đó xì. Em bé. Em bé, em bé. Con cá của con đâu? Rồi xong vứt. Con có thích không xì? Con có thích lồng đèn này không? Không, lắc đầu rồi. Hôm qua bé mất con cá rồi, đi chơi mất con cá rồi. Lồng đèn con cá chạy mất rồi. Mất rồi. Đâu rồi? Mất rồi. Mất rồi hả? Ủa bé có mặc quần không vậy? Có. Sao có mặc quần không? Có mặc quần không? Xem có mặc quần không? Cố gắng thổi khí thế luôn. Rồi ok. Đây bé mới được thổi được cái bong bóng mà giờ nó lại xì mất tiêu rồi. Đừng Hey, call.